Dạ thì mạnh kính chào cô chú anh chị. Thì hôm nay mình giới thiệu cô chú một cái hoàn cảnh là một cái người con bất hiếu đã đánh mẹ mình suốt 13 năm trời cô chú anh chị. Bà cụ này năm nay là 81 tuổi mà trong vài suốt 13 năm nay là người con đã bạo hành, đánh người mẹ dã man, thậm chí mà đánh tới chết giấc, ngất xỉu rồi chở đi nhập viện. Thì bởi đầu nói chung là khá là nhiều, mà cô chú anh chị cùng vào video để xem ạ. Đầu tháng này hả? Nó quấn từ không biết chửi biết bao nhiêu lần, nói ở đây là bà con cô bác nằm xóm này ai cũng biết. Bữa đó không quấn chết giấc có biết cái gì, quấn cô chết giấc, quấn bà chết giấc luôn hả? Ở đây nó không quấn nặng quá hả? Mặt bữa đó sưng bằng vậy này mà. Trời ơi, cái quấn gì mà cái mặt sưng cỡ nào bà? Nó quấn bà nói quấn bằng cái là vô không quấn vô đây. Quấn bằng cái máy cassette đó ha. Cái máy nhỏ nhỏ gì đó hả bà? Nó đặt vô đây. Bây giờ là cô muốn con đăng tải lên luôn hả gì? Đăng luôn đi. Thì đăng luôn để giúp đỡ ba đi. Là cô hôm nay cô điện con xuống đây là cô muốn chia sẻ cái vụ việc gì? Bà, con kêu bằng bà đi. Bà điện con xuống đây là bà muốn con chia sẻ lên cái vụ việc gì bà? Không thấy nhỏ. Là con đánh mẹ. Bà cứ nói đi, kệ mấy đứa không sao bà. Cho có nó cũng từ nào đến giờ đó có mẹ con à, thì cũng không có đi, không có nói chuyện gì với ai hết trơn, ít nói lắm. Mà giờ này nay là mấy nó từ hôm năm đầu tới nay á hả, nó quấn từ không biết chửi biết bao nhiêu lần, nói ở đây là bà con cô bác nằm xóm này ai cũng biết. Bữa đó không quấn chết giấc có biết cái gì, quấn cô chết giấc, quấn bà chết giấc luôn hả? À. Trời ơi, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 81 rồi. 81 tuổi. 81 tuổi mà cái người quýnh bà là ai? Con trai mà. Nó... Con trai ruột. Rồi, là nó, con. Hay nó nhỏ, hay như hồi nhỏ, nó nhỏ thì mình cũng là, nói là nó còn nít, phải không? Vậy. Còn đó, bây giờ này, nó nay nó 55 tuổi rồi, chứ không phải nó nhỏ. Như bà, như bà, con nhiêu tuổi? 55. Nó 55. Trời ơi, cũng lớn lắm rồi. Vậy mà đánh bà vậy đó hả? Ba thêm ba nhắc như xì ke. Ba lần vợ rồi mà cũng không có ai ở được với nó hết trơn. Chính là con mẹ nó nè. Mai nó rủ về nhà ở đi. Tôi không có làm gì bà hết. Rồi cái đi về nhà hai ba bữa bỏ đói bỏ khát. Có ba người vợ luôn. Ba người vợ đâu ai ý là ở đời một cái thôi, đời thứ hai thôi một đó thì dắt người ta ở rồi thì đó rồi. Là ông ba đời vợ, ba đời vợ rồi, mà không ai ở được. Mà nó quýnh bà, cái anh nó quýnh bà nặng không? Trời ơi, quýnh trên cái đầu này bị thương này. Lần này là lần thương thứ mấy rồi không biết, không nhớ luôn, nhiều lần quá không nhớ hả? Nó quýnh nó chửi nó dí chạy tối ngày. Bà vậy sao mà chạy đường nào? Em chạy đó, hỏi nhỏ đó nói nha. Chạy cũng nhanh lắm á, chạy cái kiểu nãy đó. Trời ơi, chạy kiểu nãy chắc chạy 8 tháng sau mới thoát được quá. Nay tôi đi hết rồi, hắn ngủ. Mỗi lần thẳng hả, với tôi chạy tới nhà Hải. Bà chạy vậy đó, không ai đỡ đó. Chạy rồi. Chạy khung vậy đó. Khung vậy mà chạy đó hả? Vì sao chạy lại cái anh đó? Không, chạy không lợi, chạy, nó hô là chạy trước đâu, cái đợi nó ghi đâu. Cái này, cái đợt này nè, nói thiệt nha. Nó không biết đâu, có muốn đi chào tụng tụng nhà không, nó ủa mừng nói nó khóa cửa mà sao nó vô hồi nào không biết, nó vô quýnh tụi bà tự nhiên quýnh bà vậy luôn hả? Không có biết, đã nói nó ăn căn cô đấy rồi muốn quýnh hồi nào quá hả, mặt gì có nó sưng bằng vậy nào gì mà. Trời ơi, cái quýnh gì mà cái mặt sưng cỡ nào bà? Nó quýnh bà nói quýnh bằng cái là vô không quýnh vô đây. Quýnh bằng cái máy cassette đó ha. Radio á, nhỏ nhỏ. Cái máy nhỏ nhỏ gì đó hả bà? Nó đặt vô đây nè. Đặt vô đây. Giờ có thẹo nè, cái thẹo này lâu rồi nè. Nay tháng. Nay tháng là lâu rồi. Quánh hoài à, nói chung là ở sớm nó quánh hoài người ta đâu. Thật không ai dám can. Ai cũng sợ nó, nghe nó là vậy nên người ta sợ tao không dám can. Quýnh mà. Nhiều giờ nó chạy ơi. Mum la mẹ em ra cửa ngoài em đứng rồi mẹ em không dám qua. Nó ngay cũng nhiều lần rồi, nhiều nó nghe, nó cũng nghe nó không ai dám can chứ, kêu công an nó đấy, kêu nó đang vậy mà vô nó quánh ta luôn. Bởi vậy người trong nhà chỉ kêu công an ra là giải quyết chứ người dám người người ta nó can là vô quýnh người ta luôn, quánh luôn không được. Nên con mà thợ thì không dám, tụi con đi ra là quýnh bà nặng lắm á bà.
Trời ơi, nằm nhà thương, ngô mê. Ngô quýt gì đó chắc chắc không, không đâu biết gì. Mới đợt rồi nè, mà Út. Mà Út đâu? Đó, phải không? Út là má đó, bà nội đó. Bé này không phải mà Út. Dạ, dạ chắc chắc có lẽ là bà già bị qua mắt cô chú anh chị. Đường. Không thấy đường hả? À, bà thấy con không? Thấy thì thấy vậy đó nhưng mà mờ mờ thôi ha. Dạ. Vậy con giơ mấy ngón tay chắc bà cũng không thấy được đó ha. Này mấy ngón tay bà? Không thấy luôn. À, vậy là mắt bà cũng mờ tại 81 tuổi rồi. Vậy mà cái người con 55 tuổi mà đánh bà dữ lắm luôn hả? Cái chán bà ở trên nó có cái thẹo gì vậy? Này cái bên đây nè, đó một lỗ vậy. Cái này hả? Dạ. Cái này thì cái này nè, mới bị gần nè, đúng lỗ. Ờ, vậy là cái anh đó đánh bà đó hả? Ừ. Rồi. Đánh bà tới tới xỉu luôn. Chết. Dắt nằm mà chở đi bệnh viện luôn. Là một tháng nay rồi, nhưng mà đánh rất nhiều lần. Chồng sớm không thể nào qua can được. Nếu mà can á thì nó quánh ta luôn. Nay mười mấy nè, từ cái hậu công an có ra ăn kết rồi. Tuần sau mấy nếu mà trường hợp mà nó còn nữa là người ta bắt đi luôn. Yeah. Thì giờ nếu mà tình hình nó như vậy thì đề nghị là công an chính quyền phải có biện pháp, phải trừng phạt nó chứ không có để cho nó đi. Chứ nó ở đây, nó ở nhà nó quánh, nó muốn giết là lỡ bắt đi mới giết bả làm sao. Bây giờ làm được mà tham hiểu mấy thằng ấp nè, nó biểu giờ cô làm cái đơn đi, cô đưa vô xã đi, lần này bà bắt nó cho. Bây giờ mình làm mẹ mà vậy không có được, đâu có được. Nếu nó quậy nó quánh bà chết mà bà nói chung là sao? Bà cũng muốn con mình sửa đổi nó, tại sửa cha mẹ mà ai mà muốn con mình như vậy. Nói mẹ cho bạn nghe, mình cũng có gấp có gác không mẹ. Những người đàng hoàng hối cải nó khác, còn những người rụ nó đã vô rồi thì nó không thể kiềm chế được bản thân nó. Thành ra không thể nào được. Mình nói mẹ thương con nhưng mà nó quá đáng, không thể nào được. Biện pháp chỉ phải cho nó đi cải tạo thôi. Tôi nói áo mới làm đơn. Ví dụ như nó quét tôi á, cái hậu bữa đó đó nha, nó quét tôi phun máu vậy đó, rồi bắt nó giải đi luôn đi. Đó là được, cũng dễ hơn. Còn giờ này tôi về nữa. Không, giờ đợt này mà nó quậy nữa là kêu cho đi luôn nha. Bởi vậy giờ đợt này để mà bỏ quay rồi lên nó ấy là cho đi luôn. Bởi vậy giờ thành ra giờ cũng nhờ cũng như là cộng đồng mạng đi giúp đỡ cho hoàn cảnh của cổ. Nó là một mẹ mà bây giờ có đứa con gái cũng vậy, giờ bệnh cái thoát vị địa điểm phải ngồi lúc nào cũng băng nịch hết á, đau bệnh mà đi bằng phải chống nạn mà nãy kêu không dám lợi, đang chống nạn á, đang là người con đang ở đặng người gái 60 tuổi rồi, giờ phải chống nạn rồi đeo thoát vị địa điểm mổ rồi là không có mổ. Con cũng nghe nói là quýnh cái anh đó là quýnh bà rồi quýnh cái chị đó luôn. Quýnh hai chị, hai mẹ con chạy. Hai mẹ con luôn. Quýnh luôn. Tôi giận thấy nhỏ tán ngửa này chết chắc. Trời ơi. Cô đó là cũng bị tiểu đường mà thoát vị địa điểm nữa, đi bằng cái bằng nạn. Tôi mới chạy, tôi kêu tôi la lên á, thì ta ở đằng xóm người ta ẩm nó vô. Chứ tôi có làm gì. Ẩm nó xỉu, đánh nó xỉu. Nó hả? Nó giờ, nó nhận nó tức là bàn tay chết chắc à. Rất là nguy hiểm. Giờ cô đó sợ, giờ không dám lợi, cũng sợ nó. Yeah. Tôi nói mà mày sợ gì để tao đưa là một rồi cho nó đi luôn. Nếu mà ông quánh đợt này, tôi điện mà hàng xóm báo cho tôi biết, tôi điện lợi là tôi kêu công an ra, cho nó đi luôn. Không biết đâu. Muốn biết nó học nào làm hiệp mà biết hiệp mới đâu á, nó nói chồng này là cái ai vậy? Ai con là anh biết cái sự việc hết ha, là ở gần nhà cô hay là sao? Nó ở ngoài đó chứ, nó gần nhà cô. Dạ. Thằng đó hả, thấy là thấy bà bị cái người anh đó đánh hoài luôn ha. Trời ơi, bao nãy giờ thằng đó cũng không biết mà làm hiệp nó quánh á, cũng như thấy quánh má nó quánh bức xúc, nó quánh bức xúc chầm sớm á. Dạ đúng rồi, nói chung là thấy là quánh chắc. Nói chung mà cái người con ruột mà đánh mẹ mình vậy là cả xã hội này người ta đều bức xúc, không có chấp nhận cái chuyện đó. Cứ lấy cây mà đập lên đầu, lấy radio mà đập chảy máu xịt máu luôn mà quánh nhiều lần rồi, quánh một lần đâu. Từ cái hồi mà năm mà tao 68 tuổi mà nay là 81 tuổi rồi, đó là bao nhiêu năm rồi. Tao nói dí chạy đánh hai mấy năm rồi, đánh 88, từ 68 đến 61 tuổi luôn. 81, 13 năm trời. 68, 81, 13 năm. 13 năm. Quánh hoài không biết làm sao. Cái con này nè,
tôi bị lòng là nó hết, nó chạy theo nó nuôi. Trời ơi, nuôi không đàn bà. Nãy là nhà nó nằm trong nhà đó, cô dụ bả ra chuồng bò, chuồng bò có cái võng răng nó nhỏ nhỏ, bả rồi chở bả đi. Tôi nói chị ơi ra đây, em kêu Mạnh Thường Quân cho chị gạo. Nói bả nghèo đó, nói chung là cô hay xin bả ở đây cũng có hộ nghèo, xin gạo, xin nước mắm vào hôn cho. Nói nha, từ nhà tới giờ. Còn nhỏ kia không dám mổ, bà bác sĩ mổ là nó bị cái gì mổ không được. Nhịp tim nó không có đủ, tim mổ là chết nè, không. Ví dụ như người ta 50 nhịp đi, còn nó có 47 nhịp hè. Mà đó cũng chồng chết rồi. Chết lâu xong nha, chết này cũng chết lâu. Bây giờ bà ở Đẳng là ở nhà là sống với ai với ai? Sống với nhận người ai đó đó mà này, với thằng đó đó. Tật nguyền vậy đi. Thằng đó thì trên trời dưới đất cũng từ mai vợ, còn hai con bò về nhốt nhà không gì, kêu dậy cũng không dậy. Còn con nhỏ con gái này nó biểu má đừng có nói, má nói nó quýnh má nữa. Trời ơi, cái người con này xã hội phải loại trừ chứ không thể nào được. Chị đừng có thương tiếc những đứa mà nó đánh gặp mình. Không, như ấp người ta kêu chị làm cái đơn mà chị nói mẹ không đưa con là không được. Tại vì bao nhiêu lần rồi, 13 năm trời nó quánh rồi, không thể nào để nó được. Bây giờ nó sắp chết cũng bỏ luôn. Đã dớt không có biết chữ. Rồi bữa nào kêu tôi, làm tôi kêu tôi làm cho. Biết chữ nha. Không, bữa nào có gì là kêu. Cái lời nói của bà là sự thật không? Con đăng tải lên á. Bà có nói đúng không? Không, không có quánh nó đúng không ạ? Không có nói láo đâu nè, bà không ngắt mà chết rồi, bà còn sống được rồi. Bà hàng xóm cũng chết rồi, nhà nó chết trùng nè, gần bên này có nè, bà chết người. Bà mày không tin á thì không, bà không có nói dối. Cái bà này cô biết không nói dối nè. Giờ chị nín đừng có nói nhiều. Bây giờ cậu này hỏi chị cái gì chị cứ trả lời đó, có thì nói, còn không có đừng nói, hiểu chưa? Rồi giờ nói thì đi. Hồi nãy giờ là bà nói toàn bộ là sự thật đúng không bà? Sự thật, bà nói sai là bà chịu trách nhiệm á. Dạ, là cái người con của bà đã suốt 13 năm là đánh bà. Hôm đó hồi lần đầu ha, cái đi đã cái về ăn cơm cái chà ta vậy nè. Mà đi thì có hai mẹ con mà. Tên là nó bừng ca đổ. Con không ăn, để mẹ ăn, đừng có đổ tội. Trời. Nó hát cũng vậy nè. Cái gì vậy? Té xuống cái thùng xong. Bé ăn xô bà nè. Lần đầu ha. Bé động nguyên sống. Lần đầu là động nguyên sống ha. Mà tôi bò tặng. Nó bảo tôi bò từ bên nhà tôi qua nhà nhỏ đó. Ừ. Rồi. Đãi ước mắt đồ xa. Cái nó lúc đó nó đi làm gì. Nó đi nấu cơm ngoài nhà cũ. Là bà đang ăn cơm. Nó ăn cơm, bà kêu mâm cá, mày không ăn để má ăn. Nó đem hất bỏ luôn. Nó dục xong nó xô bà thụng xương sống. Trời ơi. Nó hất vậy nè, bà té cái thụng sống cái thụng xong, bây giờ bà đi vậy đó. Chứ hồi đó chân bà vẫn đi thẳng nè. Tao còn gái rồi bà đi thẳng luôn, sao ta có vậy là từ cái lúc đó là cái lưng của bà bị khum vậy luôn. Khum luôn á. Là từ cái lúc mà thằng đó, cái anh đó nó xô để thụng xương sống luôn. Ơi, con bất hiếu quá trời luôn. Vậy mà bao nhiêu năm nay cô mới biết nha. 13 năm trời luôn. Từ đó là cô đưa nó đi lâu rồi. Cái đi Long An ha. Đi mẫu hả? Em biết nằm không nghỉ 10 ngày hả? Không hề. Rồi đánh bao nhiêu lần nữa kể đi, đừng kể vấn đề nó thâu tóm tắt đi. Rồi cái đưa đi ta đi Long An. Đi Long An nằm. Không, rồi chừng nào quánh nữa nói đại, nói luôn. Rồi cái cũng còn quánh nữa mà. Cái kỳ đó không biết nó làm gì đây. Cái quánh từ nơi ta chạy rồi đóng giống về nhà. Cái con nhỏ này nè, nhỏ gái này nó mới dẫn đi xuống dưới thành phố á. Xuống phố ở à, đâu đi xuống con chào đi. Trời ơi ông nội gì à, ở nhà ai? Nhà bên kia. Ở nhà nó đặt cửa tận đặt dàn cửa chặt bắn luôn. Rồi cũng như là mẹ con nhỏ chị của nó dắt cái bà này đi thành phố trốn. Ở nhà nó đập cửa tanh banh hết. Đây, hàng đây có sao không? Nói trời vậy không có nói vàng đâu. Quá trời cái người con này. Tấn giận chết rồi, Tấn Lập Thận nè. Chết rồi. Tấn nó nói, gì quá trời quá đất vậy chị. Chị vô em chị ở đi. Nói, cũng như người chồng số kêu bà là nhà ở, đừng ở đó, ở nó quánh ấp lập hết, chủ ấp á. Chứ ở trong nhà quánh sao chịu nữ, hỏi em cũng quánh, nói cũng quánh làm sao chịu.
Hôm gà nó có cái anh đó có chửi bà hay là đánh bà gì nó không bà? Từ ngày vô xã anh tháng nay. Này thì họ không có chửi nữa. Có chửi mà chửi bò, chửi chó, chửi gà chứ không chửi tôi nữa. Cũng như kêu mấy bò chửi, chửi bả mà thay mượn bò chửi. À, giống như chửi Phong Long vậy đó. Phong Long vậy đó. Phong Long chửi chửi sao bà? Bà có thể bà nói là không? Chửi bò đủ mỹ mẹ mày. Còn tôi với hả? Chửi tôi toàn là con bỉ già. Còn nhón gái tôi ha. Mày là con quỷ, mày là con đỉ. Chửi bà bằng đỉ già. Đỉ già, chửi kia là con quỷ chứ con đỉ. Trời ơi. Rồi chửi mấy con bò đủ đi mẹ mày, là chửi con bò thay chửi bả mà nó kêu con bò để chửi. Nó tối ngày à, giờ á, cái miệng nó không có không hả? Đi thâu về tới nhà. Bò giờ còn đứng trong chuồng. Kệ nó làm gì làm của nó. Của tôi chứ của nó. Của nó mà nó không làm. Tiền của tôi không. Tôi nói tự hào nó lớn lên tới giờ nói thiệt gì bản không đừng có kể vụ bò nữa nghe có giờ không. Này nè tự hào lớn lên vậy tới giờ nghe người ta không có không có còn cái gì mà trong nói nhà. Cái vụ nó đánh thôi được rồi bởi đừng nói của mình giờ, có của không. Giờ nó đánh quá trời quá giờ đúng mình nó nói chung bây giờ là bà chỉ muốn là cho người cho cộng đồng biết chứ không phải là về vấn đề tiền bạc. Cộng đồng bà không biết là được sự nghiệp con người của thằng đó như vậy. Tại vì bà đã 81 tuổi rồi mà nếu mà còn đánh nữa thì ủa cái tay bà bị gì vậy? Con thấy rung quá trời rung vậy. Rung không sao trời mấy năm. Nó rung vậy đó. Rung vậy đó bà. Rồi sáng giờ bà ăn uống gì chưa? Sáng mai ăn được chén cơm à. Ăn chén cơm à. Gán ăn hai chén đi. Không có ăn bữa chén hả? Bữa chén thôi ha. Dưỡng eo ha. Có dưỡng eo không? Không dưỡng eo mà nó ăn bả nhào đó bả không mới lên về bả còn chạy qua thành phố mới đi với khôn vậy. Dạ. Bả bả chạy. Biết rồi. Không tôi nghe mấy đứa chồng xóm nào nó nói. Cái nhỏ cái bên nhà anh giàu nó tôi nghe nó trời ơi cái ông gì cho em bụng quánh mà bà già quá trời. Cái rồi thôi tôi đâu có để ví dụ mà quay gì đâu sao tôi điện thoại cho Mẫn tôi hỏi suy ghen Mẫn ăn ẩn này thằng gì Mạnh này nó kêu quay đi chứ còn ở đó tôi đâu có tính vấn đề đó đâu quá trời đó. Tội luôn con mà bắt hiếu mà quýnh mẹ cỡ này nè cô chú anh chị 81 tuổi rồi mấy hôm trước tôi còn đi được em ai vậy không tôi nghe nó rụt lại là tôi chạy vậy. Nè bây giờ quay người ta sẽ lên mạng rồi nó coi nếu mà nó quánh chị nói mum mày qua kêu con giàu á giàu kế bên á điện cái bà Phượng nó dạ. Là điện tôi để tôi kêu công an vô con giàu ham ăn giờ ham ăn hả con giàu hay con măng hai đứa con nào con giàu nó biết số điện thoại tôi còn măng không biết con giàu nó có điện thoại tôi nó sẽ điện cho tôi rồi tôi mới lợi tôi cuốn chị được tôi kêu công an kêu xả ra chứ để nó quánh vào đứa vào đang chết sao tôi biết được hiểu không chuẩn bị mà nó quánh nó làm gì đó rồi bắt đầu chị kêu liền giờ sợ thấy bà đậu tôi không dám không thì giờ về nó coi nó quánh thì đó là có lẽ giờ mỗi lần mà bà gặp mà ảnh trước mặt chắc không dám thẳng luôn hả bà thấy một thấy nó không dòm như ở trong nhà không dám dòm không có bữa nằm về dưới nằm nghỉ ha cái nó xuống nó đi giả mẹ đi đâu không biết mua cho tôi hộp cơm trời ơi nó kêu má ăn cơm đúng mà trời ơi nó không dám dòm nó mà nó run trời ơi vậy. Mà sợ dữ gì luôn hả quá trời tội luôn cô chú chị con mà vậy á đóng chữ tôi quỷ già không quỷ già bị già trời ơi bà quá đáng phải khi bà chửi nó chửi bà cũng được bình thường nó chửi gì thấy là thằng này cái dạng thành phần điên loạn rồi thần kinh rồi nó là dạng thần kinh rồi nó có hút gì ke vô mà vậy ai biết thằng giấu cho không biết nhưng mà chùm xuống nha nó có đập đá chắc nói chung đá. Cái đó thì mình không biết mình không nói tới không biết còn trước mắt là thật sự là cái anh đó quýnh đánh bà suốt 13 năm đâu bà đứng bà đi cho khán giả xem nhìn thấy bà quýnh mà giết mà đi khum cỡ này luôn rồi đứng dậy đi ra đã mấy chị đi bình thường y như chị đi đây trời ơi khum gì đã vậy sao chạy bà chạy cái kiểu nào hai cái giọt vậy nặng lắm mà đi không rồi gì mà chạy nè cô chú anh chị mấy bữa chạy á con rượt đánh chạy con nghĩ sao chạy ta
chạy được không bà? Đâu mà chạy thử coi, chị chạy lựa tôi coi. Chạy hả? Chạy sao tôi coi, để tôi quay. Chạy nhanh lên. Chạy đi. Đó, trời ơi chạy gì đó hả? Vậy là đi chứ chạy gì? Chạy vậy á. Chạy vậy đó. Trời ơi trời, vậy gì, chạy vậy rồi chạy đó hả? Vậy mà người con mà nở lòng nào nó đánh vậy là, hay là đi vậy rồi đỡ. Dạ thôi được rồi bà ngồi đi bà ơi. Làm kinh anh đó, hả? Vậy mà người con mà nở lòng nào mà đánh vậy nè. Sao không chặt lên nè, nãy chặt cho mạnh uống trời mấy. Thôi được rồi. Nãy... Kè, đụng trái rồi kìa. Bên kia cũng có một cây, một cây của ai. Giờ bà muốn, giờ là bà muốn con đăng tải clip này lên đúng không? Mạng xem về hoàn cảnh của bà. Đứa con như vậy, phải không? Bà đồng ý không? Thôi đó, bà đồng ý. Giờ là bà muốn yêu cầu con đăng cái clip này lên. Dúc, dúc. Tránh ra cho người ta đăng. Đúng không bà? Con. Là bà muốn con đăng tải cái clip này lên. Những lời nói của bà là đúng sự thật. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn bà nha. Bà cũng giữ gìn sức khỏe. Nếu mà cái người con của bà có đánh bà lần nữa thì bà liên hệ cho cô. Đó. Biết rồi. Rồi tụi con sẽ xuống. Nằm thương tích nằm bệnh viện nhà cũng kêu tôi xuống tôi quay. Đúng không? Nếu mà lỡ bà cấp cứu bà buồn nó chở nhà thương á, nhà thương nào kêu hung mông nó quay kêu tôi xuống tôi quay rồi tôi kêu nó lên kiểu này quýnh là đi luôn chứ thương gì nữa, tám mấy tuổi mà đi khủng khủng kiểu này vậy. Cái bữa đó vậy bà biết không, tôi đâu có biết cái gì. Tôi chừng về mà ra làng á quá trời người ta tới khen cái là nó đậu cổ tôi máu mè còn mày bự vậy nè, quánh này xịt máu quýnh máu bự gì luôn hả, máu chảy ra thì mới la mắt nè. Trên đầu mà chảy máu nó sẽ gì hết thôi. Rồi đồng nghiệp cái thằng đó nó cũng cháo mà nó ôm cái đầu tôi nó lao cái cục còn bao lớn vậy nè. Ý là máu nó chảy ra thì yeah, thôi clip tới đây thì Mạnh cũng xin kết thúc ha cô chú anh chị. Rồi thôi bà cũng giữ gìn sức khỏe nha.